cập nhật mới, Roblox cập nhật mới, khuyến mãi tưng bừng, rất nhiều tài khoản VIP giá rẻ, vòng quay may mắn, giải thưởng cao. Link tại mô tả nha anh em. Giả thuyết, người duy nhất hạ được Tanjiro Demonio. Jorichi hồi sinh, có đủ sức đánh bại tân chúa quỷ Tanjiro. Yo, xin chào 500 anh em sát quỷ đoàn thế hệ 2.0. Jorichi và Tanjiro version chúa quỷ, ai mới là kẻ mạnh hơn? Câu hỏi kinh điển trong giới Weibo Kimetsu no Yaiba. Hẳn video này sẽ chia ra làm hai phe. Một team bênh vực Tanjiro tấn chúa quỷ bất bại, team còn lại cho rằng Jorichi ao trình quá cơ. Vậy đâu mới là câu trả lời hợp lý nhất khi mà tác giả Goto không hề đả động gì đến giả thuyết này? Có khi bà cá sấu tự hỏi, sao bọn đọc giả rảnh nách thế, tao còn không biết huống chi tụi bây. Cái già mà tác giả hay đọc giả chưa trả lời được cứ comment hết vào đây để át bựa trụ phân tích cho nghe. Với kỹ năng góp gió thành bão, cam đoan không trúng chỗ này cũng dính chỗ kia. Quay trở lại vấn đề chính, liệu rằng Jorichi sống dậy, ông lấy căn cứ gì hạ được Demon Tanjiro? Cùng mình tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Được rồi, đi thôi. Sức mạnh của Tanjiro Demonio. Kamado Tanjiro, cậu không phải thuộc gia tộc truyền nhân hơi thở mặt trời như Muichiro. Được cái nhờ có hào quang nhân vật chính, bé Tan trở thành kiếm sĩ duy nhất học được cách thức hơi thở khởi nguyên, nhân tố chủ lực cho trận chiến cuối cùng chống lại chúa quỷ Muzan. Trong khi các đại trụ luyện tập ngày đêm suốt bao nhiêu năm trời còn chưa thức tỉnh được ấn diệt quỷ, Tanjiro với đặc ân bán than bị phỏng chán, cậu có luôn dấu tích ấn diệt quỷ. Càng chiến đấu, ấn chú càng lộ rõ, đồng nghĩa sức mạnh vượt cấp lúc nào không hay. Quá trình lên trình của bé Tan phải nói là thần tốc kể từ khi chính thức gia nhập sát quỷ đoàn. Không chỉ được huấn luyện cơ bắp, cách sử dụng hơi thở cũng được cải thiện rõ rệt. Nhất là sau cái chết của Rengoku, tinh thần của Tanjiro lại càng được củng cố một cách mãnh liệt hơn nữa. Ở trường Vô Hạn Thành, Tanjiro thức tỉnh luôn thế giới giác ngộ, kỹ năng mà Akaza học mấy trăm năm chưa được. Cùng với cụ nhất Kokushibo thì Tan là hai người dùng được tầm nhìn xuyên thấu, mở hàng cho các đại trụ kia đạt đến thế giới giác ngộ đỉnh cao của một kiếm sĩ. Chưa hết, đến với trận chiến đếm ngược đến bình minh, Tan tiếp tục có pha hồi tưởng khủng khiếp, quay ngược quá khứ hơn 400 năm để học lỏm kiếm thuật của Jorichi. Thành thục 12 thức hơi thở mặt trời, riêng thứ 13 thức cuối do cậu nhận định chứ chẳng biết có thật là giống như đệ nhất kiếm sĩ từng múa trước Muzan hay không. Cái thời mà Tanjiro chiến đấu solo tên chúa quỷ, Muzan yếu lắm rồi. Sau 400 năm gặp lại, Tamayo không ngờ con quỷ mà hắn xem thường bấy lâu nay lại là nhân tố mở màn cho sự thoái trào của tên chúa quỷ lừng danh. Loại thuốc kịch độc kèm theo hàng tá đợt tấn công từ đại trụ, dù hắn có bá đạo thế nào trong giai đoạn cơ thể nhân hóa già đi cũng hứng chịu không ít tác dụng suy giảm thể lực. Hắn đã không thể chống cự khỏi ánh sáng mặt trời, bị thiêu đốt thành tro bụi. Nhưng trước lúc tan biến, kịp thời phát kiến một ý tưởng điên rồ. Trong cái khó ló cái ngu, à nhầm cái khôn. Muzan nhận ra Nezuko có thể tiến hóa kháng được ánh thái dương thì tại sao không thử lên thằng anh nó. Thằng oắt con đã luyện tới 1/10 đẳng cấp của Jorichi trước đây. Thế là lão già 1.000 năm tuổi bơm tất cả lượng máu còn lại cho cậu cả nhà Kamado, đặt ván cược được ăn cả ngã cũng chẳng có gì để mất nữa. Biến Tanjiro cụt tay chột mắt, bỗng chốc hồi phục thần tốc, cả người mọc xúc tu và tỏa ra sát khí của một con quỷ cực kỳ đáng sợ. Muzan gọi Tanjiro lúc này là tân chúa quỷ, con quỷ còn hoàn hảo hơn cả hắn. Cơ thể săn chắc cộng thêm hơi thở mặt trời khi được nạp máu quỷ, cậu lập tức tiến hóa chỉ trong vài chục giây, kháng luôn bình minh ló dạng, gần như không còn điểm yếu nào. Một con quỷ vừa bất tử vừa bất bại, một chiêu quăng nhẹ xúc tu là đủ lấy đi cánh tay senpai Tomioka. Nếu lúc đấy không có bạn bè anh em kế bên, sức mạnh đồng đội dâng trào và đặc biệt là lọ thuốc nhân hóa của Kanao, đảm bảo thế giới chẳng còn ai đủ sức chống lại tân chúa quỷ. Một phản diện mạnh hơn cả Muzan, chỉ có một người đủ sức trở thành đối trọng với Tanjiro Demonio, không ai khác, đệ nhất kiếm sĩ Jorichi. Sức mạnh ông ấy bá thế nào mà được dân tình nhắc đến, sống dậy chém có bay màu được Tanjiro hay không? Sức mạnh của thần kiếm Jorichi. Jorichi ngay từ khi còn nhỏ được gọi là một thiên tài hiếm có, ngay cả anh trai Michikatsu, người mang kỳ vọng gánh vác gia tộc, cũng công nhận là thằng em giống trên trời rơi xuống hơn là người bình thường. Chưa cần học đến kiếm thuật đã có thể hạ gục thầy dạy của Michikatsu, sau đó liên tục thể hiện tài năng xuất chúng. Người duy nhất cho đến nay được biết đến với giai thoại sở hữu ấn diệt quỷ ngay từ khi sinh ra, kèm theo combo nhìn thấu thế giới giác ngộ và biết cách dùng hơi thở để tăng cường sức mạnh. Kiểu như mới vào game đã nạp VIP trọn đời, chơi thế thì chơi một mình đi. Ừ thì chơi một mình, cũng đúng. Đến chúa quỷ Muzan còn ngán ngẩm mỗi khi nhắc lại tên kiếm sĩ đã chém 1.500 mảnh tế bào trong tổng số 1.800 mảnh của hắn, khiến Muzan chạy như con chuột nhắt.
từng phần cơ thể tên chúa quỷ vẫn nổi da gà mỗi khi nghe đến hai từ Sugikuni Jodichi hay nhìn thấy đôi bông tai Hanafuda, bonus hơi thở mặt trời mà thằng Men sử dụng nữa, bảo sao Muzan tâm lý liền. Chính Muzan gọi Jodichi mới là con quái vật thật sự chứ không phải hắn. Chả có một cơ hội nào khi được trước kiếm sĩ huyền thoại, ngay cả khi ông chỉ còn những hơi thở cuối cùng vẫn hạ gục người anh trai Kokushibo hóa quỷ lâu năm. Đẳng cấp không phải bàn cãi, sức mạnh của Tanjiro ở chương đếm ngược đến bình minh phải nói là vượt qua trình độ trụ cột, chưa kể còn sử dụng thành thạo hơi thở mặt trời với 13 thức. Vậy mà Muzan nói rằng thằng nhóc chỉ đạt được vài ba phần công lực của tên Jodichi khốn kiếp, từ đó cho thấy trong lịch sử chưa có ai thật sự chạm tới đẳng cấp của ông ấy. Kiếm thuật, tư tưởng, phong thái đĩnh đạc, ở Jodichi tồn tại thứ gì đó linh thiêng. Người đời gọi ông là bán thần, kiếm sĩ 1000 năm mới xuất hiện một người. Sinh ra như thể là ông trời muốn giao phó trách nhiệm diệt trừ quỷ dữ. So với Tanjiro thì ăn chặt rồi, nhưng nếu đối đầu với Tanjiro phiên bản Muzan bơm máu, mọi chuyện sẽ ra sao? Điểm mạnh và điểm yếu của hai người như thế nào? Nếu Jodichi đối đầu Tanjiro Demonio, Tanjiro phiên bản người tất nhiên phải gọi Jodichi một tiếng cụ rồi. Mấy ông làm ơn đừng nhầm lẫn nữa dùm tôi. Hai người này chẳng có huyết thống gì với nhau đâu. Chỉ là cụ Yo ngày xưa tình cờ gặp được cụ tổ nhà Kamado rồi máu vài đường bắt chuyện thôi. Ông chừa lại thức thứ 13 nhất định không dạy. Coi chứ phải có gì đó làm của riêng chứ, truyền hết thì lấy gì người đời kính trọng nữa. Ông cố tổ của Tanjiro vì không muốn hơi thở khởi nguyên bị thất truyền nên đã ghi nhớ toàn bộ chiêu thức, sau đó dạy lại cho các đời con cháu, đổi tên nó thành hỏa thần thần lạc để lũ quỷ không phát hiện ra. Nói cách khác, Tanjiro chỉ mới là một Jodichi thu nhỏ sức mạnh, dù cậu có rất nhiều đặc điểm giống với kiếm sĩ huyền thoại. Từ kiếm thuật, khả năng sử dụng hơi thở mặt trời cho đến mọi chiêu thức đều ở một đẳng cấp thấp hơn nhiều so với ông ấy. Đấy là lý do Muzan tin rằng hắn có thể sống sót trước phiên bản lai của tên kiếm sĩ mà hắn mang tới nỗi ám ảnh hàng thế kỷ. Bù lại, Tanjiro được tăng cường mọi chỉ số khi hấp thụ lượng lớn máu quỷ. Thậm chí lúc này chẳng cần dùng đến kiếm thuật, những cái xúc tu chết chóc và huyết quỷ thuật đặc biệt cũng đủ sức trở thành kẻ kế nhiệm xứng đáng của Muzan. Điều khác biệt lớn nhất giữa Tan và hắn nằm ở chỗ thằng Men đã tiến hóa miễn nhiễm ánh mặt trời như em gái. Đáng nói điều đó chỉ diễn ra trong chốc lát, từ đó cho thấy cậu chính là con quỷ hoàn hảo nhất, thích nghi tốt nhất và chẳng có một cái tên thứ hai nào tương tự thế. Kháng mặt trời, vậy thì Jodichi sẽ làm gì Tanjiro khi mà nếu chém được Tan thì nó vẫn cứ hồi phục thôi? Đây là luận điểm rất nhiều ông đưa ra để bảo vệ tân chúa quỷ khỏi lưỡi kiếm của cụ Yo. Ok, đồng ý khả năng hồi phục và miễn nhiễm ánh mặt trời quá bá, nhưng các bạn đừng quên rằng tốc độ của Jodichi còn nhanh hơn cả tốc độ hơi thở sấm sét. Hơi thở mặt trời là dạng thở khởi nguyên, khởi sinh ra 5 loại hơi thở cơ bản, trong đó có hơi thở sấm sét mà thằng Zenitsu sử dụng. Xét về khả năng di chuyển, Zen cùng lắm chỉ xếp sau được cụ Yo thôi. Chém Muzan không kịp phản ứng khiến hắn phải phân tách thành 1800 mảnh, thử hỏi tốc độ nó ở cái tầm gì rồi. Và hơn hết, già cú đế vẫn ao chiêu Kokushibo, tốc độ bàn thờ lưu hương của một vị thần kiếm. Chưa hết, sở hữu rất nhiều đặc ân từ khi sinh ra, Tanjiro bản quỷ cũng chỉ là Muzan nâng cấp lên trạng thái miễn nhiễm ánh sáng mặt trời mà thôi. Khả năng hồi phục siêu cấp không đồng nghĩa với bất tử. Sức mạnh từ ấn diệt quỷ kết hợp với nhật luân kiếm và khả năng hóa đỏ lưỡi kiếm vẫn đủ làm cho Tanjiro bị hạn chế khả năng hồi phục. Chém đã nhanh còn ngăn chặn phục hồi, con quỷ có bá thế nào cũng phải cúi đầu trước kiếm sĩ thiên tài. Nhưng còn một vấn đề nữa, có phải Tanjiro sẽ giành chiến thắng khi trận đấu kéo dài hay không? Dù sao xét về sức bền, Demon Tan vẫn tỉnh. Mình không cho rằng như vậy, bởi lúc này Tanjiro chỉ mới vừa hóa quỷ, còn chưa kiểm soát được cơ thể. Mọi động tác chỉ toàn trong vô thức, nếu Jodichi xuất hiện, ông vẫn đủ bình tĩnh xử lý. Với tài nghệ kiếm pháp thượng thừa, ông có thể chém tan thành nhiều mảnh như từng làm với Muzan. Dùng hết sức tiêu diệt từng tế bào của cậu, việc phân tách chúng ra và chém bay màu từng mảnh nhỏ có thể dẫn đến chiến thắng. Điều đó đòi hỏi phải tốn rất nhiều thế lực và tung chiêu liên tục. Và với thức thứ 13, cá rằng Jodichi có thể spam skill hơi thở mặt trời cho đến khi không còn tế bào nào sống sót. Tại sao ư? Tanjiro lúc này đang rất máu chó, không có chuyện cậu sẽ rụt đuôi chạy trốn như Muzan trước đây. Vì vậy đây cũng là cơ hội duy nhất để Jodichi xuống tay. Nếu mất đi thời cơ này, lần gặp lại sau đó không chắc được ai mới là kẻ đứng dậy sau cùng. Nói chung thì theo ý kiến cá nhân của mình, nếu Jodichi có mặt lúc Tanjiro hóa quỷ, ông vẫn giết được cậu ấy thôi. Nhưng tất nhiên khó nhằn hơn Muzan rất nhiều. Còn về việc làm sao Jodichi hồi sinh đúng thời điểm thì mời ông tự lên giả thuyết đi nhá. Ok, trên đây là video giả thuyết người duy nhất hạ được Tanjiro, Demon. Mấy ông ý kiến gì thì để lại comment bên dưới cho tôi biết nhá. Tôi sẽ giải đáp luôn. Như thường lệ, chào đón ba bạn may mắn lên sóng số hôm nay. Bạn Momoga, nghe nói cháp mới tan giết Nezuko rồi mà. Chấm hỏi luôn, nghe ai nói vậy ông bạn? Nghe mấy cha trên top top bán lúa giống luôn đi. Bạn Ngao JLF,
anh ơi cho em lên TV đi ạ. Ok nè, theo tôi nhớ ông có lên một lần rồi thì phải. Bạn 2 Yoshiki, dù thế nào vẫn thích Tanjiro nhất, hiền lành tốt bụng lại dễ thương, mấy đời mới gặp được nam chính như thế này. Nhưng vấn đề là đồng râm tụi tôi khoái men chính ngáo đần một chút, coi nó mới vui, mà tan như thế cũng ổn áp rồi, không có gì phải chê. Video đến đây là kết thúc rồi, đừng quên để lại một like, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận thông báo sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye!